26 á, ethylalcohol để cho em phát sinh hóa theo sơ đồ sau. Từ 16,2 kg gạo thì kg cân đại yến coi như gạo thì ta bình thường nhá. Thì bây giờ tinh bột là C6H10O5 này. Cho ra hết là C25H đi. Hiệu suất của cả quá trình là 75% thì nó là 0,75. Đúng không? Vậy mình sẽ có này, số mol này, 16,2 kg gạo, 80% tinh bột là nhân 0,8 chia cho 162 là ra được số mol. Đúng không ạ? 16,2 nhân 0,8 chia 162 bằng số mol này ạ, 0,08. Biết hiệu suất cả quá trình rồi nhá, thế đây mình sẽ suy được số mol C5OH 0,08 nhân 2 bằng 0,16 thuận nhân 0,75. Được chưa ạ? Nhân 2 này, nhân 0,75. Thế là mình ra được số mol của thằng CH5OH là bằng 0,12. Được chưa? Đấy, số mol của anh CH5OH bằng 0,12. Đề bài hỏi chúng ta là V lít ethyl alcohol, mình sẽ tìm được khối lượng của C2H5OH bằng 0,12 nhân 46. 0,12 nhân 46 ra khối lượng luôn 5,52. Đến đây mình tìm được V. Đây là M trên V, M bằng V bằng M trên đấy, đúng không? 5,52. Đây kg nhá. Thì phải đổi là bằng tương với là kg trên lít. Đúng không? 5,52 chia cho 0,8 bằng chia 0,8 6,9 à? 6,9 nó gần bằng 7 đúng không các em? Gần bằng 7, đáp án đúng chúng ta, đáp án B. Rất dễ.